chiếc AB25 sau khi mình làm lại nồi. Cái này mình thay cái lọc gió đầu trời luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, vì nó tiết kiệm xăng chứ nó mạnh bốc hơn, nó đủ gió. Còn gió zin thì chạy thời gian nó dơ rồi nó không có đủ gió chạy. Nó bằng giấy nữa nó không có vệ sinh được. Đây này làm nồi nè, phay bánh bi bẻ rộ dớt tiền rồi theo cái bài mình hết nha. Làm chuông bố bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em cùng xem nó bốc với nó mở tua nó thay đổi tốc độ như thế nào thì anh em coi nha. Đây cái bài 175 sau khi làm nồi xong cắt một cái lỗi thì sợ luôn đó. Nó mở tua nó tăng tốc độ luôn. Lên đây rồi. Lên cái nồi rồi, test cho anh xem thôi. Lắp nồi đây cho thử cái rồi. Bật ý quay nè. Quay như này, inner nồi Uma nằm ở xo nè, đây xì nữa nè. Ê. Đây lắp nồi cho anh coi. Nay đúng ngày hội SH300 đầy cũ đầy giữa đầy mới SH ý rồi đầy đủ luôn. Đó, hai chiếc màu đen giống nhau SH128 cũng mới chưa lại lên không còn con nữa luôn á. Đợi mượn nó bắn cái kia qua kìa. Ơ dời xe đi anh ra. Mở nồi ra đi.